Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Bộ Công an tiếp đoàn Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin Hoa Kỳ, qua đó tiếp tục thúc đẩy hợp tác bảo đảm an ninh mạng. Tái diễn chiêu trò xuyên tạc của Tổ chức Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, một tổ chức do chính phủ Mỹ lập nên về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 trong phiên làm việc vào chiều nay, sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật công chứng sửa đổi và dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về hai dự án luật trên. Thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào dự án luật công chứng sửa đổi, Chủ tịch nước Tô Lâm, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đánh giá, qua nghiên cứu dự thảo luật cho thấy, nếu gọi là luật hành nghề công chứng thì phù hợp hơn, còn gọi là luật công chứng thì chưa toàn diện. Cái này do ngành tư pháp soạn thảo lên, thành ra mới đang phạm vi để cái hành nghề công chứng của một cái bộ phận đấy, công chứng mà do Bộ Tư pháp quản lý. Thì đây tôi thấy có một cái băn khoăn như thế này. Để mình nhìn cái tổng thể này để xem cái công chứng là như thế nào và để phục vụ cái gì, làm gì trong cái quản lý hành chính, trong cái hệ thống tư pháp của chúng ta, và phải yêu cầu phục vụ nhân dân đấy, mới là cái cao nhất. Đâu đó tôi nghe đấy có nhiều đại biểu thắc mắc là cái này nó lại không được chính xác lắm. Thì dân thì người ta cũng thấy là có những cái này thì có khi cũng chả cần phải công chứng. Thế thì nhưng mà lại cứ phải có một cái gì đấy để buộc làm công chứng cái việc này. Thì tôi nghĩ là cái này phải rà soát lại cách nó tổng thể hơn. Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, vừa qua quản lý quản trị hành chính nhà nước cải tiến rất nhiều. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Từ đó, việc công chứng đã giảm hẳn. Trước đây là làm cái gì đấy là phải đi photo hộ khẩu, xong rồi đến công chứng xác minh hộ khẩu. Bây giờ nó không còn hộ khẩu nữa thì lấy cái gì mà công chứng. Thế hoặc là bây giờ trước đây mình đi xin làm một quyển hộ chiếu chẳng hạn, thì phải một tập giấy tờ này. Hoặc là muốn đăng ký xe máy lên cái gì, một tập giấy công chứng rồi xác nhận thế này. Thế nhưng bây giờ mình qua cái thủ tục cải cách thủ tục hành chính, mình không cần cái đó nữa. Thì tự nhiên là cái nghề công chứng này là nó lại giảm bớt đi, độ nóng của nó sẽ giảm bớt đi. Căn cước công dân thì đấy cũng được xác định là cái giấy tờ duy nhất mà xác định cái địa vị pháp lý của người giao dịch. Bây giờ tự nhiên là từ cái đó đi chả cần phải xác nhận cái gì, chả cần phải photo chứng minh nhân dân hoặc là phải làm cái gì cả, cứ một cái định danh đó là giao dịch được. Và trên môi trường điện tử thì cũng là cái số định danh đó để giao dịch. Đấy, để xác nhận cái việc đó. Thì nó đỡ cho cái công chứng rất nhiều. Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị luật cần quy định rõ trong trường hợp nào phải công chứng, chứ không phải một cơ quan hay cán bộ nào đặt ra thủ tục buộc người dân phải công chứng. Bên cạnh đó, cần rà soát lại tổng thể hơn để luật đi vào cuộc sống và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi hơn. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải vào cuộc, quy định giấy tờ nào. Bên cạnh đó, cần rà soát lại tổng thể hơn để luật đi vào cuộc sống và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi hơn. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải vào cuộc, quy định giấy tờ nào cần công chứng và công chứng là phải chuẩn xác để cải cách hành chính. Liên quan đến dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, qua thảo luận, có ý kiến đại biểu đề nghị nên kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng trong một thời gian dài, có thể kéo dài đến hết năm 2025 hoặc đến khi là luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi được thông qua và có hiệu lực. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đại biểu cho rằng giảm thuế giá trị gia tăng thực chất là giảm thu ngân sách để kích cầu trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn. Tuy nhiên, phải cân nhắc bởi việc này cần có sự tổng kết về sự chuyển biến của nền kinh tế. Trước đó, trong phiên làm việc sáng nay, thảo luận tại hội trường, đa số đại biểu Quốc hội đồng tình với chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, Trơn Thành tỉnh Bình Phước. Việc xây dựng dự án sẽ từng bước hoàn thành mạng lưới cao tốc theo quy hoạch. Tuy nhiên, dự kiến có gần 1.300 hộ dân sẽ ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án này. Do vậy, nhiều đại biểu đề nghị cần quan tâm có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021
2030. Sáng nay tại Hà Nội, tiếp đoàn Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin Hoa Kỳ đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục là điểm sáng, là trụ cột quan trọng và là động lực chính thức thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin Hoa Kỳ hiện có hơn 80 doanh nghiệp thành viên, đều là các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ về công nghiệp và công nghệ cao. Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin Hoa Kỳ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên, đặc biệt là đầu tư của các doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu của Hoa Kỳ tại Việt Nam, đồng thời tăng cường cơ chế trao đổi hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng ngừa vi phạm pháp luật và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp. Ông Jason Osman, Chủ tịch kiêm CEO Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin Hoa Kỳ, hy vọng chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư ổn định lâu dài tại Việt Nam. Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ Công an trong vấn đề tham vấn chính sách, hợp tác nâng cao năng lực, trao đổi thông tin kinh nghiệm và các lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm. Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và thân nhân người có công với cách mạng trong Công an Nhân dân, Bộ Công an đã triển khai tổ chức các đoàn cho các cháu là con của liệt sĩ, con thương binh Công an Nhân dân đi tham quan nghỉ dưỡng tại một số tỉnh thành phố trong cả nước. Và trong chiều nay, nhằm động viên khích lệ đoàn, Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà và giao nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn. Theo chương trình, hai đoàn đi tham quan nghỉ dưỡng bao gồm 34 các cháu là con liệt sĩ, con thương binh Công an Nhân dân, đi cùng là người thân của các cháu. Đoàn sẽ tham quan nghỉ dưỡng tại các tỉnh, thành phố miền Trung và miền Nam. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, với mong muốn tạo những điều kiện tốt nhất về chăm lo sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần dành đến các cháu, gia đình các cháu. Thông qua đó, động viên các cháu là con liệt sĩ, con thương binh Công an Nhân dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong học tập, là món quà ý nghĩa dành tặng cha mẹ và xứng đáng với những hy sinh mất mát của những người cha trong Công an Nhân dân. Để bảo đảm chuyến đi thành công và ý nghĩa, công tác phục vụ bảo đảm chu đáo và an toàn cũng đã được ban tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong đoàn. Trước đó, Bộ Công an cũng đã tổ chức hai đoàn và dự kiến sẽ có một đoàn đi tham quan nghỉ dưỡng tại Belarus vào tháng 8 tới đây. Chiến dịch Mùa Hè Xanh đang được tuổi trẻ công an cả nước triển khai sôi nổi với nhiều mô hình, phần việc sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tại tỉnh Nghệ An, một lớp dạy võ miễn phí đang được Công an xã Tân Long phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên xã Tân Long, huyện Tân Kỳ tổ chức cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn. 3 tháng hè, mỗi tuần 2 buổi, đều đặn các em nhỏ được chính các chiến sĩ công an và các huấn luyện viên uốn nắn từng động tác karate do, khỏe khoắn trong bộ võ phục. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau vài buổi được hướng dẫn tận tình, các em đã có thể tự tin thể hiện những động tác dứt khoát. Học võ với các chú công an, rèn luyện sức khỏe, xả hơi sau cả năm học vất vả. Lớp học không chỉ là sân chơi mà còn trang bị cho các em khả năng tự vệ, môi trường kỷ luật, nuôi dưỡng đam mê võ thuật và hơn hết là cho các em một mùa hè an toàn, ý nghĩa. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, tại quyết định số 512/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ đối với ông Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016. 2016-2021, thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1120/QĐ-NS-TVK ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Ban Bí thư.
Tại quyết định số 510/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 41407/QĐ-UBKT-TVK ngày 31/1/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại quyết định số 511/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Thành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021, thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1406/QĐ-UBKT-TVK ngày 31/1/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại quyết định số 513/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ đối với ông Nguyễn Lương Thành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1118/QĐ-NS-TVK ngày 31/1/2024 của Ban Bí thư. Sau được chuyển sang các tin tức khác, mua bán tàng trữ khoảng 3.000 viên ma túy tổng hợp, Vừa A Nù trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, vừa bị Công an huyện Điện Biên chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Trước đó, vào sáng ngày 16 tháng 6, Công an huyện Điện Biên chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực xã Na Tông, huyện Điện Biên đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Vừa A Nù có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ là 14 viên ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, Công an huyện Điện Biên đã thu giữ thêm gần 3.000 viên ma túy tổng hợp, Nù cất giấu ở trong nhà. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận bản thân nghiện ma túy lâu năm, số ma túy trên mua về sử dụng và bán cho các đối tượng khác để kiếm lời. Chỉ từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 6, lực lượng chức năng Điện Biên đã phát hiện bắt giữ 28 vụ, 29 đối tượng phạm tội, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy. 84 đối tượng tham gia cá cược câu cá thắng thua bằng tiền đã bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang tại hồ câu cá Thiên Ngư, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tang vật thu giữ gồm 37 cần câu, 2 cân điện tử, gần 94 triệu đồng, 8 xe ô tô, 60 xe mô tô và nhiều tang vật khác có liên quan. Điều tra ban đầu, tụ điểm này do Nguyễn Văn Hòa trú tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành và một số đối tượng khác đứng ra tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược câu cá thắng thua bằng tiền để thu lợi bất chính. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn Vegabro, khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ việc một số công nhân có hiện tượng buồn nôn, khó thở, nghi bị ngạt khí. Vụ việc đã khiến 10 công nhân phải nhập viện. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã cử đội cấp cứu lưu động vào hiện trường xử lý cấp cứu và phân loại bệnh nhân, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Vegabo tạm thời dừng hoạt động cho công nhân tạm nghỉ để theo dõi sức khỏe. Hiện tại tất cả công nhân đã được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã, sức khỏe đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi. Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã thành lập tổ công tác, phân công lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã và các cơ quan chức năng thường trực chỉ đạo công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả và công tác chăm sóc sức khỏe cho công nhân. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, một tổ chức do chính phủ Mỹ lập nên, đã công bố cái gọi là Báo cáo Tự do Tôn giáo năm 2024 với những thông tin phiến diện sai lệch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Mục nhận diện và đấu tranh tuần này sẽ bàn về vấn đề này với phần trình bày của biên tập viên Nam Hà. Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, ở Mỹ, Việt Nam hay bất kỳ một quốc gia nào khác đều cần có luật pháp để duy trì trật tự xã hội. Những ai cố tình vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm. Vậy nhưng, hết năm này sang năm khác, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ lại cố tình đề cao, cổ suý những người đang vi phạm trắng trợn pháp luật của nhà nước Việt Nam. Y Greg Buôn Giá, tên thường gọi là Amagun, vi phạm pháp luật hình sự và đã bị tuyên án 13 năm tù giam về tội phá hoại chính sách đoàn kết. Thạch Cương,
Tô Hoàng Trương, Danh Minh Quang là những đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video của các đài báo do tổ chức phản động KKF lập ra có nội dung xuyên tạc, vu cáo chính quyền Việt Nam đàn áp dân tộc tôn giáo, cũng đã bị bắt giữ, xử lý. Vậy nhưng, USCIRF lại cho rằng đây là những đối tượng cần được bảo vệ và nhà chức trách Việt Nam đang bách hại các nhóm tôn giáo sắc tộc thiểu số, để từ đó đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo với cáo buộc do các vi phạm gia tăng. Tôi cho rằng trong nhiều năm, các cái báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo vẫn có một cái cách nhìn và đặc biệt là một cái cách thu thập thông tin để trên cơ sở đó có những cái nhận định đánh giá. Chính vì một cách nhìn, một cách thu thập thông tin cho nên là các báo cáo về cơ bản là nó cũng na ná nhau thôi và đều có một cái ý là Việt Nam chưa đảm bảo cái quyền đó. Tôi xin thưa, với cách nhìn và cái cách thu thập thông tin như vậy là hoàn toàn phiến diện, không khách quan, và như vậy thì những cái nhận định đánh giá như vậy cũng sẽ không chính xác. Ông Kester Skandret, Chủ tịch Ban trưởng lão Hội Thánh Quốc tế tại Hà Nội, chia sẻ, hiện ở châu Âu cũng đang đối diện với thách thức trong việc ngăn chặn những kẻ khủng bố có liên quan đến tôn giáo. Những đối tượng đó cuồng tín, đặc biệt nguy hiểm và chế tài xử lý những đối tượng này rất nghiêm khắc. Vậy nên, ông khá bất ngờ với những nhận định của USCIRF khi cố tình tôn vinh những đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam. Bất kỳ nước nào cũng cần có pháp luật để duy trì trật tự. Mọi công dân cần tôn trọng điều đó. Tôi đã ở Việt Nam hơn 17 năm. Tôi hiểu tình hình ở Việt Nam. Và bất ngờ, khi Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ đánh giá như vậy, tôi nghĩ họ đã có cái nhìn không đúng. Chúa đã dặn, nếu muốn hiểu ai thì hãy đến gặp để tìm hiểu. Tôi nghĩ họ hãy đến Hà Nội để cảm nhận tình hình sinh hoạt tôn giáo tại đây. Ở Mỹ, họ cũng có thể đình chỉ các quyền tự do tôn giáo với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Nước Mỹ rất sợ khủng bố. Mọi người dân nếu vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm, không có phân biệt dù anh là bất cứ ai. Vậy nên tôi nghĩ ở Việt Nam, xử lý những người vi phạm pháp luật cũng là điều cần thiết. Tại sao lại đi đánh giá việc xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật lồng ghép với vấn đề tôn giáo? Đây không phải là lần đầu Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ, USCIRF, cố tình có những nhận định sai lệch, dù Việt Nam đã nhiều lần trao đổi với phía Mỹ về vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ không chỉ ủng hộ những kẻ vi phạm pháp luật, mà trong bản báo cáo mới đây, họ còn cáo buộc chính quyền Việt Nam sử dụng luật tín ngưỡng tôn giáo để đàn áp các nhóm tôn giáo của người thiểu số và các nhóm tôn giáo không được chính phủ công nhận. Tuy nhiên, những lời cáo buộc đó hoàn toàn phi thực tế tình hình sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam. Hội Thánh Lời Sự Sống có mặt trên 20 quốc gia. Mặc dù ở Việt Nam vẫn chưa được cơ quan chức năng công nhận và cấp đăng ký hoạt động, song không phải vì vậy mà những tín đồ của Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam bị cấm đoán hay cản trở sinh hoạt tôn giáo. Hiện tại bây giờ thì ở đâu thì chúng tôi không biết, nhưng mà ở Hội Thánh Tín Lành Lời Sự Sống ấy, thì đa số là chúng tôi được tự do sinh hoạt ở tại nhiều những cái tỉnh thành khác nhau ở trên Việt Nam của chúng ta. Sinh hoạt Hội Thánh thì chúng tôi sinh hoạt theo niềm tín tôn giáo Tín Lành thuần túy, nên là chúng tôi khuyến khích, cũng gần như là chúng tôi chủ trương là trẻ đăng ký về chính quyền thì thông thường là một mục sư hoặc là truyền đạo hoặc là những cái người trưởng nhóm đó thì có cái trách nhiệm đó là làm hồ sơ đăng ký nộp với chính quyền. Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa đa dạng và phong phú với sự hiện diện của nhiều tôn giáo khác nhau. Trong đó có nhiều nhóm tôn giáo có quy mô nhỏ, thiếu cơ cấu tổ chức rõ ràng, hay những hội nhóm chủ yếu phục vụ cho các tín đồ người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Vậy nên, những nhóm này chưa được cấp đăng ký hoạt động, song vẫn được sinh hoạt tín ngưỡng tự do, bình đẳng. Các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận thì có những cái hoạt động bình thường rồi. Còn kể cả những tổ chức, những nhóm người chưa được công nhận, người ta vẫn được nhà nước Việt Nam tạo điều kiện và cho phép sinh hoạt tôn giáo. Tôi đã tham gia rất nhiều các cái hội thảo đặc biệt của Mỹ, nói là phải có luật mới được tự do. Thì chúng ta có luật
để hướng dẫn người ta làm thì đảm bảo cái quyền tự do, nhưng đây người ta không làm theo, ta hướng dẫn họ, nhắc nhở họ để thực hiện thì lại bảo ta là gây khó dễ. Tôi cho rằng cái đó là những cái nhận định đánh giá như vậy là không đúng, nhận xét như thế là không đúng, và có một cái ẩn ý khác chứ không phải là liên quan tới cái tự do tôn giáo cho một ai đó. Pháp luật Việt Nam cũng quy định rõ, nghiêm cấm việc lợi dụng tôn giáo để làm điều trái pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội hoặc không phù hợp với văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Điều đó hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế. Mục sư Selbium Seok, Hội thánh Segiero Thế giới, lấy ví dụ về Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ đang bị pháp luật Việt Nam cấm hoạt động. Ông cho biết, dù xuất phát từ Hàn Quốc, song hội thánh này cũng đang bị người Hàn Quốc tẩy chay vì tuyên truyền những giáo lý lạ lùng và gây rối trật tự xã hội. Tại Hàn Quốc cũng như nhiều nước trên thế giới cũng có những quy định riêng về tôn giáo. Nếu những hội nhóm dị giáo mà hoạt động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những hội nhóm khác, chúng còn gây nhiễu loạn xã hội và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Việc ngăn chặn những hội nhóm lấy danh nghĩa tôn giáo để làm điều xấu rõ ràng cần nên ngăn chặn. Mục sư Nguyễn Văn Mừng, Hội thánh Lời Sự Sống, chia sẻ, hiện tổ chức tôn giáo nơi ông sinh hoạt đã có hơn 10.000 tín đồ khắp cả nước Việt Nam. Họ vẫn sinh hoạt thể hiện đức tin của mình ở nhà, ở những điểm đăng ký với chính quyền. Hội thánh Lời Sự Sống cũng đang nộp hồ sơ xin đăng ký hoạt động chính thức tại Việt Nam. Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là đảm bảo và thúc đẩy quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân, bảo đảm công bằng, không phân biệt đối xử với các tôn giáo. Việt Nam cũng là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có đạo luật về tôn giáo, cụ thể là luật tín ngưỡng tôn giáo. Luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam quy định rất rõ các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.